Xin gửi lời chào quyết thắng tới tất cả quý vị và các bạn. Quý bạn và các vị đang tới với bản tin thể thao của Khán Đài Online được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng. Trong mùa dịch Covid-19, đời sống thể thao vẫn vận động liên tục dù cho có hơi chậm so với trước. Hãy cùng Khán Đài Online tìm hiểu xem bản tin ngày 19 tháng 3 hôm nay có những gì. Chelsea đến rất gần Philippe Coutinho. Premier League có thể diễn ra trên sân trung lập. Câu lạc bộ hỏi mua Nguyễn Quang Hải có 15 ca dương tính với Covid-19. Huấn luyện viên Park Hang-seo lên kế hoạch chống Covid-19. Thành Trung mua nhà riêng. Hàng thải MU được 5 câu lạc bộ chào mời. AFC hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 4 của năm 2020. Icardi từ chối PSG, Juventus mừng thầm. Chelsea đến rất gần Philippe Coutinho. Philippe Coutinho hiện đang khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn từ Barcelona và thi đấu khá ổn. Kể từ đầu mùa, tiền vệ người Brazil đã ghi 9 bàn thắng và có thêm 8 bàn khác nhau trong 32 trận đấu. Tuy vậy, Hùng Sam đã từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt Coutinho vì chi phí quá đắt đỏ và chỉ muốn gia hạn hợp đồng mượn Anh. Nếu không được ở lại Bayern Munich, Coutinho cũng khó có cơ hội mới tại Barcelona. Theo nguồn tin của tờ AS, Barca đang cố bán Coutinho với giá 90 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Đây là mức giá thấp hơn rất nhiều so với 160 triệu euro mà đội bóng chủ sân Camp Nou phải bỏ ra để mua tiền vệ 27 tuổi này từ Liverpool cách đây 2 năm. Mặc dù Barcelona chấp nhận lỗ nặng trong thương vụ này, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy câu lạc bộ nào sẵn sàng chi tiền mua đứt Coutinho. Trong bối cảnh đó, Chelsea trở thành ứng cử viên hàng đầu để tranh giành tiền vệ tấn công người Brazil. Theo tờ AS, Chelsea không muốn mua đứt Coutinho nhưng chấp nhận chi tiền mượn và trả lương cho tiền vệ này với chi phí tổng cộng có thể lên tới 30 triệu euro một mùa. Sau đó, nếu Coutinho thi đấu thành công, Chelsea sẽ xem xét ký hợp đồng dài hạn với anh. Đây là đề nghị khiến Barca phải suy nghĩ, bởi lẽ họ đang chịu áp lực rất lớn từ quỹ lương của toàn đội. Premier League có thể diễn ra trên sân trung lập. Vòng chung kết Euro 2020 đã được lùi sang năm 2021, nên các giải bóng đá vô địch quốc gia tại châu Âu có điều kiện để hoàn tất một giải 2019-2020. Tuy nhiên, do còn tới 92 trận đấu, giải Ngoại hạng Anh có thể sẽ phải chạy đua theo cách kỳ lạ nhất lịch sử ở phần còn lại của mùa giải. UEFA đã yêu cầu các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu phải kết thúc mùa giải trước ngày 30 tháng 6. Ngay cả khi trở lại, các câu lạc bộ vẫn buộc phải tính đến giải pháp an toàn cho các cầu thủ khi dịch Covid-19 vẫn chưa thể bị ngăn chặn. Dự kiến, toàn bộ 92 trận đấu còn lại tại giải Ngoại hạng Anh mùa này nhiều khả năng sẽ được tổ chức trên sân không có khán giả. Kỳ lạ hơn, các trận đấu sẽ được diễn ra tại một số địa điểm trung lộ ở Milan, miền Trung nước Anh. Lịch thi đấu mới sẽ khiến MU, Liverpool, Man City, Arsenal hay Chelsea phải ra sân với tần suất ít nhất 3 ngày một trận. 20 câu lạc bộ tại Premier League dự kiến sẽ đá luân phiên để đảm bảo hoàn tất số trận trong thời gian quy định. Theo Daily Mail, tất cả các trận đấu vẫn sẽ được phát sóng trực tiếp để phục vụ người hâm mộ. Câu lạc bộ hỏi mua Nguyễn Quang Hải có 15 ca dương tính với Covid-19. Cách đây không lâu, nguồn tin AS đăng tải thông tin đội bóng xếp thứ 14 của La Liga, câu lạc bộ Deportivo Alavés đã lên tiếng xác nhận họ có 15 ca nhiễm Covid-19. Trong số này có 3 cầu thủ thuộc bên chế đội 1, 7 thành viên của ban huấn luyện và 5 công nhân làm việc cho câu lạc bộ. Lúc này, Alavés vẫn chưa thông báo danh tính của những người nhiễm Covid-19. Trang chủ của đội bóng cũng nhanh chóng đưa ra thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ cầu thủ đã được thực hiện. Kết quả cho thấy có 3 cầu thủ thuộc đội 1 của Deportivo Alavés dương tính với Covid-19. Hồi tháng 5 năm 2019, Deportivo Alavés chính là đội bóng từng ngỏ ý muốn chiêu mộ Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên sau Asian Cup, Quang Hải được cho là đã từ chối lời đề nghị trên vì những yếu tố khác nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo lên kế hoạch chống Covid-19. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có buổi họp quan trọng vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3. Đây là buổi họp bất thường được đưa ra để thay đổi những kế hoạch của bóng đá Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF và VPF đã đồng ý về những phương án thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các câu lạc bộ. Ông Park đã nhận mục tiêu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời bảo vệ thành công trước vô địch AFF Cup. Các giải đấu sẽ kết thúc sao cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có nhiều thời gian nhất để chuẩn bị cho những mục tiêu này. Tuy nhiên, khi mà V-League bị hoãn lại, lịch thi đấu bị dồn lại vào những ngày cuối năm, điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo nên buộc phải triệu tập buổi họp bất thường. Cả ông và VFF đều phải đưa ra những kế hoạch mới cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, VFF vẫn muốn giữ nguyên lịch thi đấu tháng 6 và tổ chức giao hữu. Tuy nhiên, việc có mời được đội bóng khác đá giao hữu hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19.
Thành Trung mua nhà riêng. Chiều ngày 18 tháng 3, Nguyễn Thành Trung đăng video khoe nhà riêng trên mạng xã hội. Căn hộ mới mua của trung vệ U23 Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất. Trước Thành Trung, Đức Chinh và Quang Hải là những cầu thủ đã sắm căn hộ và xe hơi riêng. Đây là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các cầu thủ U23 sau những thành công với sự nghiệp bóng đá. Đoạn clip ngắn của Trung thể hiện khá rõ nét không gian căn hộ. Đây là căn hộ 2 phòng ngủ nằm trên tầng cao của một khu chung cư có sàn ốp gỗ và ban công hướng ra ngoài. Ngoài các cầu thủ kể trên, Nguyễn Tiến Linh, anh em Tiến Dũng và Tiến Dũng cũng đều có tài chính khá dư giả để mua xe hơi, sửa sang nhà cửa giúp bố mẹ. Tiền vệ Phan Văn Đức cũng sắm xe hơi riêng trước khi làm đám cưới với Võ Nhật Linh. Hàng thải MU được 5 câu lạc bộ chào mời. Theo tờ Daily Mail, Arsenal, Everton, Tottenham và Leicester City đều đang để mắt đến Chris Smalling. Roma cũng quý trọng tài năng của hậu vệ người Anh và đang chào mời anh vào một bản hợp đồng dài hạn. Hợp đồng của Smalling với MU có thời hạn đến năm 2022. Khi trở lại Old Trafford, cựu cầu thủ Fulham sẽ phải cạnh tranh với Victor Lindelof, Eric Bailly, Don Zebe để có suất đặt chính bên cạnh đội trưởng Harry Maguire. AS Roma cũng ngỏ ý muốn mua Đức Chris Smalling ở quỹ chuyển nhượng năm nay. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đang đi vào ngõ cụt khi MU yêu cầu số tiền lên tới 25 triệu bảng. Ở mùa này, Smalling ra sân 28 lần trên mọi đấu trường cùng Roma và đóng góp 2 bàn thắng cùng một pha kiến tạo. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ chơi tốt nhất Serie A với những thống kê ấn tượng về khả năng không chiến, trung bình 3,7 lần mỗi trận, cắt bóng 2 lần mỗi trận và phạt bóng 4,5 lần mỗi trận. AFC hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 4 của năm 2020. Chiều ngày 18 tháng 3, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông báo tới các liên đoàn thành viên về việc hoãn toàn bộ các trận đấu, các giải đấu theo lịch đã ban hành diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Liên đoàn bóng đá châu Á đã đi đến quyết định này vì dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. AFC muốn đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, người hâm mộ và tránh lây lan dịch bệnh. Trước đó vào ngày 9 tháng 3, AFC đã có một cuộc họp với Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, sau đó quyết định hoãn các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 năm 2020 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng như các trận đấu tại AFC Champions League và AFC Cup 2020 khu vực Tây Á. Liên đoàn bóng đá châu Á cho biết họ sẽ tiếp tục đánh giá và theo dõi những diễn biến của dịch Covid-19 trước khi đưa ra thông báo tiếp theo về lịch thi đấu đối với các trận đấu, giải đấu bị hoãn trong thời gian tới. Icardi từ chối PSG, Juventus mừng thầm. Mùa hè năm ngoái, sau khi chính thức lên dẫn dắt Inter Milan, huấn luyện viên Antonio Conte đã thẳng tay gạch tên Mauro Icardi ra khỏi kế hoạch của mình. Tiền đạo người Argentina sau đó đã cập bến PSG theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm. Gã nhà giàu nước Pháp sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới 70 triệu euro nếu muốn kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải năm nay. Kể từ trước khi Icardi đến PSG, những tin đồn Juventus muốn chiêu mộ anh đã liên tục xuất hiện. Với những gì đã thể hiện ở Inter Milan cùng kinh nghiệm thi đấu lâu năm ở Serie A, Icardi được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của huấn luyện viên Maurizio Sarri. Ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Italia vẫn chưa từ bỏ tham vọng muốn sở hữu chân sút 27 tuổi này. Cụ thể, theo tờ Calcio Mercato, Juventus muốn mua Icardi ở kỳ chuyển nhượng 2020 và chấp nhận chi tới 100 triệu euro cho thương vụ này. Không những vậy, tờ báo này mới đây còn báo thêm tin vui cho nhà đương kim vô địch Serie A khi khẳng định tiền đạo sinh năm 1993 này không có ý định ở lại PSG và muốn quay trở lại nước Ý thi đấu sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Do Icardi không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Conte, khả năng anh gia nhập Juventus là rất lớn. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Allianz sẽ phải cạnh tranh với một đối thủ khác là Lazio, đội bóng đang đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng Serie A. Mùa giải này, thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi thi đấu vô cùng ấn tượng và đang tạo nên một cuộc đua tay ba vô cùng quyết liệt cùng với Inter và Juve. Chính vì vậy, đây cũng là một điểm đến không tồi cho Icardi nếu anh quyết định về Serie A.